Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư? Sự khôn ngoan đứng trên chó các nơi cao, ngoài đường, tại các ngã tư, gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, ở chỗ đông trong cửa thành. Sự khôn ngoan la lên rằng: Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, và tiếng ta hướng về con cái loài người. Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo. Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành. Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng, vì miệng ta sẽ nói chân thật, còn môi ta ghét sự gian ác. Các lời miệng ta đều xưng hiệp sự công bình, trong nó chẳng có điều chi cong vại hoặc gian tà. Thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức. Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa. Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Ta là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, và tìm được sự hiểu biết và sự dễ dặt. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sất sược, con đường ác và miệng gian tà. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự thông sáng, năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta, các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình. Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị và các quan xét thế gian đều quản hạt. Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sinh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các gò nổng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sinh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nên trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày, ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ắt ưa thích sự chết. Chương 3. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: Này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống,
nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói: ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh,
còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sanh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chương 13. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliashib, mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tobia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy, tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê Vi cho họ. Vì vậy những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng: cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ cả Giuđa đều đem đến trong kho thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ Sa-đốc, Ký Lục và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng, còn Ha-nan, con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giuđa mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giuđa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giuđa mà rằng: việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao, nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Ấy vậy,
khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng: cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách Đốt, Amôn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách Đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng: các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chính mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc, không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Yoyada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Horon, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Sách Ê-sơ-tê chương 1. Xảy trong đời vua A-xuê-ru, tức A-xuê-ru kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự ngôi vương quốc tại Su-sơ kinh đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bậc mình. Đạo binh nước Pherơ-sơ và Mê-đi, các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đãi hết thảy dân sự đang có ở tại kinh đô Su-sơ, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến 7 ngày tại nơi hành lang của thượng uyển. Tư bề có treo màn trướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống, vì vua đã truyền các thần tể cung điện hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua A-xuê-ru. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi, bèn truyền cho Mê-hu-man, Bít-tha, Hạc-bô-na, Biết-tha, A-bát-tha, Sê-thạc và Cạc-cách, tức bảy hoạn quan hầu trực vua A-xuê-ru, dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy, vì tướng mạo bà rất tốt đẹp. Nhưng hoàng hậu Vả Thi
không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng. Vả, thường khi vua có sự gì, bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạc Sê Na, Sê Thạc, Ác Ma Tha, Ta Rê Si, Mê Re, Mạc Sê Na, Mê Hu Can, tức bãi quan trưởng của nước Phe Rơ Sơ và Mê Đi, thường thấy mặt vua và ngồi bậc cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng, hoàng hậu Vả Thi chẳng có vâng theo mạng của vua Asuru cậy các hoạn quan truyền cho. Vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào? Memucan thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng, Vả Thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua Asuero. Vì việc này đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua Asuero có biểu dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Pherosơ và Medi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Pherosơ và Medi chẳng hề hay đổi đặng rằng Vả Thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua Asuru nữa. Vua khá ban vị hoàng hậu của Vả Thi cho một người khác tốt hơn nàng. Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. Lời này đẹp ý vua và các quan trưởng, vua bèn làm theo lời của Memucan đã luận, hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bản xứ mình mà dạy biểu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.